everyone. Welcome back to my video of Văn Lang Agriculture Machines. Don't let you wait long. We continue to perform today dry training stir machine research and manufactured by Văn Lang Agriculture Machines. Understanding the design of farmer to boot machines in the agricultural production to reduce labor. So it depends on the soil difference used and needed that Văn Lang Agriculture Machines has launched four styles of train lancer with different density for user to choose. The spacing of the row can be adjusted appropriately by changing the pair of wheels. There are size for you to choose from 14 to 24 cm. Operation is very simple. Just read the rudder to your gliding. After that, using two fingers to lead the machines as you want. Depends on how fast or slow you go, but read the rudder accordingly. An important factor to use that style of train lancer that is blending. The blending to use for the train lancer is the pre-budget trace seeding. Also see in the fly flow according to the instruction of the Văn Lang Agriculture Machines. Another factor is equally important reparation brush field. After flowing and harrowing, let it settle for 4 to 5 days. When relanding, it will serve the highest efficiency because the most surface is stackable. The machines can work that high speed, and the distance between the clumps is better position. Before chain landing, notice that the water is almost completely drought, leaving only approximately 1 to 2 cm on the most surface bed. Currently, Văn Lang Agriculture Machines have been trust and export to the overseas a lot. So if you need buy our products, please contact us via WhatsApp number at 437S7S5020 for direct support. Our address: Văn Lang Agriculture Machines, Netu Lozang Commute Station, Đồng Hương District, Thái Bình Province, Việt Nam. Thank you. Chào toàn thể bà con nông dân. Chào mừng bà con đã quay trở lại với video mới của công ty máy cấy Văn Lang. Không để quý vị chờ lâu, hôm nay bên em tiếp tục trình diễn máy cấy lúa do công ty Văn Lang nghiên cứu và sản xuất. Địa điểm là một mảnh ruộng mẫu lớn thuộc thôn Minh Đức, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Rất thấu hiểu sự mong muốn của bà con đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp để giảm sức lao động, nên tùy vào thổ nhưỡng các nơi và nhu cầu sử dụng khác nhau của bà con mà công ty Văn Lang đã cho ra đời 4 loại máy cấy với các mật độ khác nhau để bà con tùy ý sử dụng. Thao tác cấy như bà con thấy rằng rất đơn giản, người sử dụng chỉ cần tăng ga cho vừa ý, sau đó dùng hai ngón tay để dắt máy đi theo ý muốn, tùy đi nhanh hay đi chậm mà tăng ga cho phù hợp. Tuy nhiên không nên ga quá to, sẽ khó kiểm soát máy hoặc tạo sóng nước gây nghiêng ngả không đẹp mắt. Một yếu tố quan trọng để sử dụng được tất cả các loại máy cấy đó chính là khâu chuẩn bị mạ. Mạ để sử dụng cho máy cấy là mạ gieo khay hoặc gieo sân. Bà con có thể mua khay sẵn tại các cơ sở gieo dịch vụ hoặc mạ là gieo mạ sân trên nền phẳng theo hướng dẫn của công ty Văn Lang. Một yếu tố nữa quan trọng không kém đó chính là khâu chuẩn bị ruộng. Sau khi bừa ruộng thì bà con hãy để ruộng lắng bùn từ 4 đến 5 ngày thì khi cấy sẽ đạt hiệu quả cao nhất, vì khi đó mặt bùn đã ổn định, máy có thể hoạt động ở tốc độ cao và khoảng cách giữa các khóm lúa được định vị tốt hơn. Trước khi cấy, bà con lưu ý tháo gần cạn nước để chỉ để nước xấp xỉ khoảng từ 1 đến 2cm trên mặt bùn là tốt nhất. Và khách hàng đến với công ty máy cấy Văn Lang, hầu hết thì ai cũng đều muốn đầu tiên đó là có một chiếc máy cấy để sử dụng cho gia đình của mình, để giảm thiểu sức lao động, rồi sau đó thì mới mở rộng để cấy giúp cho bà con xung quanh. Cho nên để máy làm việc đạt hiệu quả cao nhất thì một đội cấy chúng ta nên có 3 người, một người lái máy và 2 người phụ trách cung cấp mạ. Vì máy thuộc dạng siêu tốc nên ăn mạ rất là nhanh, 2 người mới có thể bỏ mạ kịp.
Và khi cần thiết thì chúng ta hãy thi thoảng đổi người lái để máy được hoạt động liên tục và cho ra năng suất tối ưu nhất. Mấy cánh vân lang hiện nay đã được bà con nông dân tin tưởng sử dụng ở khắp các nơi trên đất nước Việt Nam và đã xuất khẩu rất là nhiều. Vì vậy, quý khách nếu có nhu cầu mua sản phẩm, vui lòng liên hệ với số điện thoại 0974999124 để được hỗ trợ trực tiếp. Vâng, em xin nhắc lại, số điện thoại 0974999124, địa chỉ là Công ty Máy Nông nghiệp Văn Lang, cạnh cây xăng xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Giám đốc là ông Phạm Văn Lang. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của Công ty Máy Cấy Văn Lang. Hy vọng bà con tiếp tục ủng hộ của công ty phát triển ngày càng tốt đẹp hơn. Xin chào, tạm biệt.